Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một cách để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu, thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức vài năm, rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tệ bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới, xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên, và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn, muốn mua một bộ đồ phải dắt óc, nhịn ăn mới mua được. Ngày nay, muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước, tâm cứ mong cầu khát khao, được này được kia, nhưng thấy rất xa xôi và đều thất bại. Bây giờ, tâm rất nhẹ nhàng, nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó, tức là vừa nghĩ tới, tức là nghĩ vừa với cái phước của mình, thì tự nhiên điều đó thành tựu. Như mình muốn có xe, thì tự nhiên có duyên phước có xe mới. Mình muốn có smartphone mới để làm việc, dù lúc đó không đủ tiền, nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc, thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt. Một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình. Người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó. Do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi, bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh, nhưng là nhu cầu chân chính nha. Thích hành thiện, tích đức, không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào, ham thích phụng sự, ham thích bố thí, ham thích cúng dường. Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật, và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại, vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạn nữa. Người có phước đức thực sự là người như thế nào? Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ
mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thực sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn, thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò. Đức Phật dạy, các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng, phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn. Mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ, để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình. Và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ, hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu, xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, xinh xắn, không ai bì kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến, thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại, làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế, tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên, rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không, thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ cát tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc, do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ,
chạy ra ngoài cửa cung kính, lễ bái mà nói: Ngài là vị xuất gia, được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn, nên độ hóa được chúng sinh trong cả 10 phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn, nên Ngài tới đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong, bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng, loại thượng hảo hạng ra, cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận, rồi bèn chú nguyện cho ông, và còn từ bi khai thị rằng, trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài, vốn đã bị 5 loại tai nạn nguy hiểm chi phối. Nhưng người ta không biết cái đạo lý này, nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi ly. Đến khi chết, đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay, nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường, thì sau này, phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả nói, 5 tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời, thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số 5 nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu, mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, sinh tâm chí thành, bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong, cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lăng Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ, nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lăng Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng, tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi Ngài nói lên 4 câu kệ cát tường dạy cho Bất Lăng Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý bất hạnh yểu mệnh. Đồng thời có người ganh ghét xàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lăng Ca Diếp hồ hởi, phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường. Trưởng giả đang phiền não, không có chỗ để phát tiết. Đột nhiên, nghe những câu kệ cát tường, ngỡ rằng Bất Lăng Ca Diếp cố ý chọc tức mình, nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh. Bất chấp hết thảy, thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa, đánh Bất Lăng Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lăng Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn đánh thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích,
bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy, vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Dược Tri, thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng, Bức Lăng Ca Diếp hôm trước tới đây, đòi ta dạy cho kệ Cát Tường. Ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật, Bức Lăng Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói, đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy, có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm, vua đang ngủ trưa, thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn hỏi người xung quanh rằng, đó là loài chim gì? Sao nó hót nghe cảm động đến thế? Người xung quanh đáp, có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế, sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi. Lùng mãi, cuối cùng cũng bắt được. Vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc, châu cơ, thủy tinh, lưu ly, trân châu, san hô, anh lạc vân vân, rất nhiều châu báu như thế, làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối, giữ nó mãi bên mình không chịu lìa xa. Về sau có một con chim khác tên là Mộc Điểu, thấy thế, bèn hỏi chim anh Vũ rằng, làm sao mà bạn được sung sướng tột cùng như thế? Anh Vũ đáp, tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình. Vua nghe được cho rằng, nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế. Chim Mộc ganh tức nói, tôi có thể hót hay hơn bạn. Lúc vua sắp ngủ trưa, chim Mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ. Vua giật mình tỉnh giấc, rỡn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh, tiếng gì nghe rùng rợn đến thế? Người xung quanh đáp, đó là con chim Mộc đang hót trước cửa. Vua chưa nguôi giận, lập tức ra lệnh bắt nó, giặt lông và đánh cho một trận, rồi mới thả về. Chim Mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim Mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ, mà nói với đồng loại rằng, tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim Mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh vũ. Vị vua thọ ấy chính là trưởng giả Âm Duyệt ngày nay. Chim Mộc là Bức Lăng Ca Diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh vũ nên bị đánh đập đau đớn. Kiếp này cũng lại ganh tức với Phật, cũng lại bị nạn gậy gộc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. A Nan hỏi Đức Phật, trưởng giả Âm Duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo? Và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời, trong đời trước lúc còn trẻ, Âm Duyệt tin phụng Phật Pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tửu sắc, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế, phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, hoa đốm trong không, biến mất trong nháy mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo, rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, có những điều mà ta không thể kiểm soát được, không thể thay đổi được. Đôi khi điều quan trọng nhất không phải là người khác nhìn nhận ta như thế nào, mà là chúng ta tự chấp nhận bản thân mình như thế nào. An nhiên không phải là việc chạy theo cái đẹp bề ngoài, mà là sự chấp nhận về bản thân và cuộc sống xung quanh mình. Thế giới này đầy những con người chỉ biết đánh giá bằng tiền bạc và vẻ bề ngoài.
Họ không quan tâm đến cảm giác hay là hạnh phúc của người khác, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và ảo tưởng về sự giàu có, sự nổi bật của bản thân mình. Nhưng chúng ta thường quên rằng, điều đáng quý nhất không phải là vật chất hay là danh vọng, mà là tình cảm và lòng nhân ái. Thỉnh thoảng, người mà ta yêu thương nhất lại là người làm ta đau lòng nhất. Sự mong manh của ranh giới giữa bạn bè là điều mà ta thường không nhận ra cho đến khi ta gặp khó khăn. Nhưng khi hòa mình trong khó khăn, ta mới thấy được ai là người thực sự đứng bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ ta. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và tươi đẹp như chúng ta mong muốn. Nhưng đó cũng chính là lúc chúng ta biết đánh giá và chấp nhận những điều nhỏ bé, biết trân trọng những mảnh ghép nhỏ của hạnh phúc và hiểu rõ ai mới thực sự là bạn tốt trong cuộc sống này. Có những nỗi khổ mà chúng ta cần nhìn thấu để mà vượt qua. Thất bại không phải là điều hiếm gặp, nó là một phần không thể tránh khỏi trong hành trình của chúng ta. Có bao nhiêu người trong thế gian này chưa từng trải qua một lần thất bại? Nhưng điều quan trọng không phải là việc gặp thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Nếu mỗi khi thất bại, chúng ta lại chọn cách gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại chỉ là một chuỗi lặp lại của những lời than trách vô ích mà thôi. Những người thành công nhất thường chính là những người đã từng vấp ngã nhiều lần. Điều quan trọng không phải là việc tránh khỏi trở ngại, mà chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Đừng cứ mãi nằm đó than thở và trách phận, chờ đợi sự giúp đỡ của người khác. Cuộc đời của bạn là cho chính bạn quyết định, là bạn lựa chọn con đường nào để đi. Nếu bạn không biết cách đứng dậy sau mỗi lần gặp thất bại, thì đừng hy vọng vào điều tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, tương lai vẫn đang ở phía trước. Nhưng chỉ có những ai biết vượt qua khó khăn mới có thể thực sự đạt được những điều tốt đẹp, những mục đích mà chúng ta đặt ra trong tương lai của mình. Nhiều khi chúng ta không nhìn thấu được chính mình, mà lạc trong vòng xoay của cuộc sống, bị mê hoặc bởi sự náo nhiệt vô vị. Chúng ta không nhận ra vết thương sau mỗi cuộc tranh đấu, không cảm nhận được nơi yên tĩnh ở phía sau mình. Trong cái vòng xoáy này, chính là nơi chứa đựng những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta thường tự cho rằng mình hiểu rõ nhất về chính mình, nhưng thực ra lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình, đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời. Có nhiều điều khiến cho bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không cảm nhận được nỗi khổ lớn mà bạn đang phải trải qua. Mỗi ngày, bạn cứ tiếp tục sống trong sự phồn hoa của cuộc sống, không nhìn thấy đường về phía sau mình. Cả một kiếp nhân sinh mệt mỏi, mỏi mòn, bạn không thể cảm nhận được niềm vui sau những nỗi buồn, không nhận ra tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la này. Điều quan trọng là phải cố gắng mở lòng và đôi mắt ra để từng bước chạm vào tâm hồn sâu thẳm của chính mình, để nhận ra những cảm xúc, những suy nghĩ mà ta đang bỏ qua. Chỉ khi đó ta mới có thể tìm thấy con đường dẫn về nơi yên bình và nhìn thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ rộng lớn này. Nếu ta mãi miết sống trong những tiếc nuối, những luyến tiếc về sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, thì ta sẽ bị dằn vặt không ngừng suốt cuộc đời mình. Quá khứ đeo đuổi ta, mỗi ký ức như một dấu vết đau lòng, khiến cho những ngày tươi đẹp đã qua cứ dần trôi đi, nhạt nhòa như sương khói. Còn những thất bại, những giọt nước mắt không thể lấp đầy, nhấn chìm ta vào biển âu lo và tiếc nuối. Luyến tiếc danh vọng, những lời khen ngợi đã trôi qua, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của ta. Ta càng luyến tiếc thì sẽ tạo nên lớp mây mù u ám, che phủ hiện tại và tương lai của chính mình. Nhưng hãy nhớ là ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa đã qua, nhưng rồi mưa sẽ tạnh, và ngày hôm qua chỉ là một cuốn phim đã xem qua rồi cũng sẽ kết thúc. Đôi khi ta phải chấp nhận rằng có những điều không thể lùi bước, có những chuyện không thể thay đổi, và có những lời nói đã phôi pha không thể thu lại được. Luyến tiếc quá khứ
chỉ làm cho ta sống trong sự day dứt và mất mát, không thể tìm được niềm vui và hạnh phúc. Hãy để quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ, và hãy sống một ngày một cách trọn vẹn, không bị ràng buộc bởi những gì đã qua. Buông bỏ là một khái niệm dường như rất đơn giản, nhưng cũng phức tạp không kém khi chúng ta phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống này. Đôi khi, ta không biết làm thế nào để buông bỏ những người và sự việc đã đi xa, không thể dứt bỏ được những mặc cảm hay là những tội lỗi trong quá khứ của mình. Nó giống như một tảng đá nặng trên vai khi ta phải đi qua những con đường dài dạng dầm. Tâm hồn ta bị giam cầm trong những lo lắng phiền muộn và không thể tìm thấy con đường ra khỏi sự khổ đau. Buông bỏ không chỉ là việc từ bỏ vật chất và bạc tiền, mà còn là việc từ bỏ những tâm sự buồn phiền. Nếu ta không thể giải thoát khỏi những lo lắng đó, chúng sẽ dần dần đầu độc tâm hồn của ta, khiến cho mỗi ngày trôi qua, ta không có một phút giây nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách mà Phật dạy để ta có thể rũ sạch trần ái, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Làm sao ta có thể tiến đến vạch đích nếu trên lưng mình vẫn chấp nhận và cõng trên vai những gánh nặng, những ràng buộc kia? Hãy nhìn vào bản thân xem và dũng cảm buông bỏ để bước tiếp trên con đường một cách nhẹ nhàng và tự do hơn. Đó là chìa khóa để khám phá hạnh phúc và sự bình an đích thực trong cuộc sống này. Cuộc sống của mọi người giống như một cuốn sách đầy màu sắc, đầy biến động. Mỗi trang đều chứa đựng những câu chuyện riêng, từ những trang buồn bã đến những trang vui vẻ, từ những trang đau khổ cho đến những trang hạnh phúc. Chúng tạo nên một bức tranh độc đáo về cuộc sống, với những điều bất ngờ mà con người muốn khám phá ra. Mỗi ngày, chúng ta đều phải mạnh mẽ và lật một trang mới của cuốn sách đời mình. Nếu trong cuốn sách mà trang nào cũng đều giống nhau, thì cuốn sách ấy cũng sẽ mất đi sự thú vị, đều nhạt nhẽo và đơn điệu. Đó là những trang buồn bã khi chúng ta gặp phải thất bại, những trang vui vẻ khi chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc từ những thành công nhỏ, những trang đau khổ khi chúng ta phải trải qua những thử thách khó khăn. Tất cả đều là những thăng trầm, những trải nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta cần phải đi qua. Trải qua những thời kỳ khó khăn và đau đớn, ta sẽ học được nhiều bài học quý giá nhất. Những lúc đó sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về giá trị của niềm vui và hạnh phúc mà chúng mang đến. Hãy mạnh mẽ lên và tiếp tục lật từng trang của cuộc sống để cho mỗi ngày ta đều có cơ hội trải nghiệm, và đó là cách để chúng ta trưởng thành hơn. Trên con đường đời này, gặp gỡ và chia ly là những điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng chính từ đó mà nhận ra những góc khuất, những khía cạnh mới của cuộc sống. Những người xuất hiện trong cuộc đời của ta không phải là ngẫu nhiên, mà là những phần của câu chuyện, nó được gọi là định mệnh. Khi còn nhỏ, hạnh phúc là điều rất đơn giản. Chỉ cần một chút quan tâm, một nụ cười là đủ để làm cho cuộc sống trở nên rạng ngời. Nhưng khi trưởng thành, ta lại nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở vật chất hay là danh vọng, mà là ở việc sống giản đơn và biết ơn những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Vì vậy, để không uổng công khi đến đây, hãy làm việc thiện và yêu thích những điều thiện lành. Vì thiện lành giúp ta tìm thấy bình an trong tâm hồn và lan tỏa hạnh phúc cho chính bản thân và cho mọi người xung quanh nữa. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta đang xen giữa những khoảnh khắc rực rỡ và những thời điểm u ám. Khi niềm vui đang đến gần, ta cảm nhận được sự phấn khởi và hân hoan như những đám mây trắng tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời khi tâm hồn ta tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng. Tuy nhiên, sau cơn mưa là trời lại sáng, và sau niềm vui là những lo lắng và bất an. Khi hạnh phúc đã đạt được, ta lại bắt đầu nhận ra rằng không có gì là hoàn hảo, và mọi thành công đều đi kèm với những trách nhiệm và gánh nặng. Cuộc sống luôn tồn tại theo quy luật tự nhiên của sự cân bằng, với những sự bù trừ và thách thức đến từng ngóc ngách.
Mỗi người chỉ có 2 phút rưỡi để trải nghiệm, để sống, đắm chìm trong dòng chảy của thế giới này. 1 phút để mỉm cười, để tỏa sáng như ngọn nến giữa bóng tối, lan tỏa niềm vui và hy vọng cho những tâm hồn lạc lối. Trong khoảnh khắc ấy, ta tự do, bay bổng, không gánh nặng, không mối, lo âu, chỉ có niềm tin và khát vọng rực cháy để tiến về phía trước. Nhưng cuộc sống không chỉ là những giấc mơ hồng, nó còn là một cuộc hành trình đầy thách thức và khó khăn. 1 phút để ta đối mặt, để vượt qua những thử thách đầy gai góc, những cơn bão giông âm thầm đang chờ đợi mình. Đó là lúc ta phải thể hiện sức mạnh và sự kiên nhẫn để vượt qua từng chướng ngại một cách mạnh mẽ và dũng cảm. Cuối cùng, chỉ còn nửa phút cuối cùng trên con đường này. Thời gian trôi qua dần, nhưng ta không hối tiếc. Đó là thời gian để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn, để gửi đi những lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đi cùng, đã chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta cần biết trân trọng từng khoảnh khắc để làm cho mỗi bước đi trên con đường của cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng nhớ, để những kỷ niệm đẹp và những người đã gặp gỡ luôn sống mãi trong trái tim của mình. Đó chính là cách để ta sống một cuộc đời đích thực và đáng nhớ. Trong cuộc sống này, đời người không dài mà cũng không ngắn, và quan trọng nhất là biết cách trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đang trải qua. Đôi khi chúng ta phải giữ gìn những điều quý báu như là tình yêu, sự nhiệt quyết, những giấc mơ và niềm hy vọng. Nhưng cũng đừng ngần ngại buông bỏ những thứ không còn ý nghĩa để mở ra không gian cho những trải nghiệm mới mẻ và tươi sáng hơn. Trong quãng đời này, có những người ta không thể quên, không phải vì họ là nợ của cuộc đời, mà bởi vì họ đã gắn bó sâu đậm vào trái tim và ký ức của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có những người dù có quá khứ chung với chúng ta, nhưng không đáng để nhớ, không đáng để giữ gìn. Đừng quá mù quáng tin tưởng vào những gì mắt mình nhìn thấy, vì đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Những điều không dễ chịu, không mong muốn thì thường bị bỏ qua, để tập trung vào những điều tích cực và tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là hãy nhìn thấu qua vẻ bề ngoài để nhận ra những giá trị thực sự ẩn sau đó. Chúng ta thường tưởng rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, là người làm chủ cuộc đời này. Nhưng sự thật là chúng ta không thể sống một mình. Chúng ta cần sự hỗ trợ và sự phối hợp của những người xung quanh để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi ngày, cuộc sống đặt ra trước mắt chúng ta hàng trăm, hàng ngàn thử thách. Nhưng đừng bao giờ mất đi niềm tin. Hãy nhớ rằng, dù hôm qua đã đi qua và không thể quay lại được, nhưng ngày mai luôn là một trang sách mới đầy hứa hẹn và cơ hội. Hãy giữ vững niềm tin và tiến lên, vì ngày mai chắc chắn sẽ đến, mang theo những hy vọng và cơ hội mới cho chúng ta. Sau đây là những cách sống nửa đời về sau. Thứ nhất là, trong nửa đời về sau, hãy học cách trầm tĩnh và bình tĩnh để không bị những hiểu lầm từ người khác làm mất đi bản tính và sự tự tin của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản, và đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những hiểu lầm và tranh cãi. Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng và đơn giản là đúng hay sai. Thậm chí có những vấn đề căn bản không thể phân biệt được điểm đúng và điểm sai. Trong những trường hợp như vậy, thái độ trầm tĩnh và không tranh luận sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tranh luận chỉ tạo ra thêm căng thẳng và xung đột, không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy tìm cách trò chuyện một cách bình tĩnh và tôn trọng ý kiến của nhau. Hãy lắng nghe và tìm kiếm những điểm chung để giải quyết vấn đề trong hòa bình. Thứ hai là, trong nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình trước những ý kiến không đồng tình của con cái. Không cố gắng ép họ phải chấp nhận ý kiến của mình. Đôi khi, việc nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè cũng không có gì quá lớn lao. Chỉ cần bạn hiểu rằng mọi người có quan điểm và góc nhìn khác nhau. Hãy để lòng mình mở ra, lắng nghe và thấu hiểu. Bạn có thể tìm những công việc nhà như lau nhà, giặt giũ, vân vân. Trong quá trình làm việc này, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ và thư giãn
để tâm trạng sự nóng giận của mình dần dần được làm dịu đi. Lao động cũng là một cách tốt nhất để thư giãn và giải tỏa căng thẳng, giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn và tinh thần sảng khoái hơn. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng này và đón nhận sự yên bình trong cuộc sống hàng ngày. Thứ ba là trong nửa đời về sau, dù có những chướng ngại và khó khăn, đừng bao giờ hối hận về những quyết định đã từng đưa ra. Cuộc đời là một hành trình dài với vô vàn những ngã rẽ và điểm dừng. Mỗi sự lựa chọn, dù là đúng hay sai, đều là bước tiến về phía trước, là bài học quý báu để ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Nếu chúng ta phải lặp lại một quyết định nào đó, đừng hối tiếc. Có thể đó là do duyên phận hoặc là định mệnh đã thúc đẩy chúng ta đi theo con đường đó. Hãy tin tưởng vào bản thân và vào những lựa chọn của mình, vì chúng sẽ dẫn dắt ta đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Thứ tư là trong nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần và tránh suy nghĩ quá nhiều, bởi đó chỉ làm cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Sống đơn thuần thực ra là một ân huệ mà trời cao ban tặng cho chúng ta. Hãy biết trân trọng và cảm nhận mỗi khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống này. Hãy để mình thưởng thức mùi thơm của mỗi bữa ăn, nhận ra niềm vui của việc vận động cùng bạn bè và tận hưởng những cuộc trò chuyện vui vẻ. Đừng để những suy nghĩ phức tạp làm mất đi niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy đánh thức bản thân mình và sống hết mình trong từng khoảnh khắc để cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Chỉ cần sống đơn giản và tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình, bạn sẽ thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thứ năm là trong nửa đời về sau, hãy trân trọng những giây phút bình yên và thư thái. Khi chúng ta tiến vào giai đoạn sau của cuộc sống, tự nhiên con người không còn mong mỏi những điều ồn ào, hỗn loạn như trước nữa. Tâm trạng bình thản không chỉ mang lại sức khỏe mạnh mẽ cho cơ thể mà còn giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy vậy, đời sống của chúng ta không phụ thuộc vào những vật chất hay là hoàn cảnh xung quanh. Bất kể giàu có hay là nghèo khó, điều quan trọng nhất vẫn là bên trong sự bình thản và hài lòng với những điều mình đang có. Dù bạn đang ở tình cảnh nào, dù là người giàu có hay là người nghèo khó, nếu ta có thể giữ được sự bình thản nội tâm, đó mới thực sự là dấu hiệu của một cuộc sống hạnh phúc. Thứ sáu là trong nửa đời về sau, có những khoảnh khắc chúng ta cần ngờ nghệch một chút. Đời không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự chính xác và rõ ràng. Có những điều chúng ta có thể hờ hững để cho cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Đôi khi không cần phải làm rõ mọi điều để cho những bí mật của cuộc đời tự hé lộ. Người ta thường nói rằng nếu chỉ biết nhớ mà không biết quên, cuộc sống sẽ trở nên gánh nặng. Chúng ta cần biết cách để tinh thần lạc quan, không bị đánh mất trong những kỷ niệm của quá khứ. Nhưng đồng thời, cũng phải học cách buông bỏ để cho tâm hồn được nhẹ nhàng hơn, không bị gò ép bởi những gánh nặng của quá khứ nữa. Hãy sống một cuộc sống không quá nặng nề và phiền não, bằng cách biết cách hờ hững, biết cách quên và biết cách vụng về. Thứ bảy là, trong nửa đời về sau, thỉnh thoảng hãy buông xả bản thân để tìm lại sự cân bằng và hòa mình trong cuộc sống này. Mỗi ngày, hãy ăn trái cây, rau quả và thực phẩm lành mạnh để nuôi dưỡng thân thể một cách tự nhiên và tốt nhất. Đừng để bản thân bị thôi thúc bởi những thèm muốn ăn uống vô ích. Vì thân thể có giới hạn và tuổi xế chiều càng thêm phì nhiêu nếu ta không biết kiểm soát. Dù cuộc sống có bao nhiêu điều phiền não và gánh nặng, nhưng ta cũng không nên quá gò ép bản thân mình làm gì, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. Thay vì đói bụng theo cảm xúc, hãy thưởng thức mỗi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực và điều độ. Khi đó, tâm hồn và thể xác mới được thanh tao, mới được nhẹ nhàng hơn. Thứ tám là, trong nửa đời về sau, hãy gieo mầm hạnh phúc vào mỗi hành động và lời nói của mình. Chúng ta không chỉ tồn tại độc lập, mà còn là một phần của một cộng đồng, một mạng lưới các mối quan hệ. Hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác bằng những lời chúc tốt lành và ý nghĩa nhất.
dù đó là người thân, bạn bè, thậm chí là những người xa lạ, đừng tiếc một lời chúc phúc tới họ. Vì khi bạn làm cho người khác vui vẻ, họ sẽ trả lại cho bạn những niềm vui tương tự như vậy. Nguyện sống trọn một ngày trong yêu thương. Đó là mỗi buổi sáng khi bước vào ngày mới, ta mở rộng tâm hồn và nhắc nhở mình về ý nguyện. Yêu thương mọi mối quan hệ trong đời. Yêu thương không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động. Trong mỗi hành động từng lựa chọn của chúng ta, sự yêu thương luôn hiện diện, sẽ làm dịu đi những mâu thuẫn, làm ấm lòng cho những trái tim lạc lối. Nguyện sống trọn một ngày trong yêu thương cũng là để hạn chế những lời phê phán và chỉ trích. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc tìm kiếm những điểm tích cực, những lời động viên để mỗi ngày đều trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Ta có thể dành một vài phút cuối ngày để ngồi yên tĩnh, để đưa tâm hồn vào không gian thanh thản và yên bình. Có thể đọc một lời cầu nguyện, hoặc đơn giản chỉ là hít thở và cảm nhận sự hiện diện của bản thân trong dòng chảy của cuộc sống này. Quan trọng hơn, việc làm này không phải để giữ điểm hay là tự trách mình, mà để cảm nhận cảm giác thanh thản từ cách sống yêu thương của mình. Nó để ta nhận ra rằng, dù đã làm được điều gì đó hoặc chưa làm được điều gì đó, ta vẫn là người đủ đầy và đáng quý. Từ đó, ta có thể nhìn thấy những gì mình có thể làm với tình yêu thương và hứa hẹn về bản thân rằng trong ngày mai ta sẽ sống yêu thương nhiều hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử cùng quý khán thính giả thân mến, người xưa dạy rằng đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Âm đức không tự nhiên mà có, cần phải trải qua quá trình tích lũy và bồi đắp. Âm đức là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện tâm tính Phật, kính sợ thần linh, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sống trên đời nên làm việc thiện tích đức. Điều này không chỉ tạo phúc cho gia đình, cho bản thân, mà còn tích đức cho con cháu đời sau. Muốn tích âm đức phải có lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện. Tiếc rằng không ít người vẫn ngày ngày phạm phải những hành vi làm tiêu hao âm đức, khiến cho vận mệnh sa sút, hao tổn tiền tài, làm hại chính mình mà không hề hay biết. Phật dạy 10 hành vi âm thầm làm tiêu hao âm đức mỗi ngày, khiến cho phúc lộc tiêu tán. Thiện ác đều nằm trong suy nghĩ. Người làm điều thiện lâu ngày mà phạm phải một sai lầm nhỏ vẫn mang tiếng xấu suốt đời. Bởi vậy, muốn tích âm đức thì nên một đời hành thiện, không bao giờ được làm điều ác. Đồng thời, cần phải ghi nhớ tích âm đức chính là hành thiện một cách âm thầm lặng lẽ, không khoe khoang bản thân, không tỏ ra vui vẻ phấn khích, và nên nói ít làm nhiều. Tích âm đức vốn dĩ là không khó, nhưng cũng không hề đơn giản. Người xưa có dạy rằng lập công danh chẳng bằng tích âm đức, tức có nghĩa là dựng tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang cũng chẳng bằng bồi đắp âm đức cho bản thân, bởi đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Âm đức vốn không tự nhiên mà có, nó cần trải qua quá trình tích lũy và bồi dưỡng. Thế nên, bên cạnh việc tìm cách tích đức, điều quan trọng là tránh xa những việc khiến cho phúc đức con người hao tổn. Theo Phật giáo, 10 việc làm dưới đây được coi là hành vi làm tiêu hao âm đức mỗi ngày, khiến cho phúc đức bắt đầu rời xa bạn. Một khi phước báo đã cạn kiệt, cuộc đời sẽ ngập đầy tai họa, làm gì cũng khó thành, tài lộc sức khỏe đều bị tổn hao nghiêm trọng. Do đó, bạn nhất định phải tránh xa 10 hành vi này nếu muốn tránh xa tai họa. Số 1. Lòng dạ hẹp hòi. Đạo Phật dạy rằng lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức lớn bấy nhiêu. Tâm địa của một con người càng bao dung, rộng mở,
nhận về càng nhiều tốt đẹp của thế gian. Nhưng nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cách lợi cho mình, so đo tính toán, chi ly, phúc báo cũng sẽ dần tiêu tan. Những người như vậy càng sống càng chìm sâu trong khổ đau, mãi không thể thoát khỏi bể khổ. Bởi lòng dạ hẹp hòi chính là nguyên nhân của mọi phiền não trên đời. Vốn dĩ tâm tính của con người luôn thay đổi theo hoàn cảnh. Gặp chuyện vừa ý, ta vui vẻ hứng thú, cười nói thoải mái. Gặp chuyện trắc trở, lòng ta nổi sóng gió, đánh mất bình tĩnh. Nhẹ thì giữ trong tâm, nặng thì giải tỏa bằng lời nói hành động, sẵn sàng làm tổn thương người bên cạnh. Mà người nghe được, không phải ai cũng nhường nhịn ta. Gặp kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi, ắt hẳn sẽ ghi hận, tìm cách gây khó dễ, cản trở ta hết việc này đến việc nọ. Như vậy chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Kỳ thực, trong cõi hồng trần này, những việc không được như ý chiếm đến 8-9 phần. Nếu như chỉ gặp một chút khó khăn trở ngại mà cảm thấy chán ghét mọi người, oán hận những người khác, chính là lòng dạ chúng ta quá hẹp hòi, tâm lượng quá nhỏ. Một người nếu như có thể mở rộng tấm lòng thì tâm linh mới có thể thăng hoa. Nếu có thể bao dung hết thảy, tiếp nhận hết thảy, chỉ có những người như vậy có thể sống nhàn hạ, dẹp bỏ mọi phiền não, làm cho được từ bi thực sự và đạt được trí tuệ chân chính. Tâm lượng lòng dạ càng rộng mở, phiền não sẽ càng nhẹ. Tâm lượng càng nhỏ, lòng dạ càng hẹp hòi thì phiền não càng nặng. Người có lòng dạ hẹp hòi thông thường không bao giờ bao dung, không yêu thương nổi và cũng không tiếp nhận những khuyết điểm của người khác. Những người như vậy nhìn đâu cũng chỉ thấy tiêu cực, bỏ qua rất nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Vạn sự trên thế gian quả thực khó có thể làm vừa lòng đẹp ý tất cả mọi người. Bởi vậy, không cần phải lúc nào cũng tính toán, so đo. Thay vào đó, khi gặp sự tình không thuận, phải nhìn nó với mặt thuận, mặt tốt của nó. Thế gian này, có được thì có mất rồi thì sẽ có cái được. Cho nên chớ có tức giận, càng không cần phải tranh giành, đấu đá nhau làm gì để mất công. Người ta chỉ có thể phóng đại được tâm lượng của mình khi biết nhẫn nại và kiềm chế. Trong đời sống, hết thảy mọi việc phát sinh đều có hai mặt chính và phản. Những khó khăn, ngăn trở tạm thời sẽ là bước thang cho những thành công trong tương lai. Những cực khổ của ngày hôm nay nhất định có thể trở thành những huy hoàng của ngày sau. Một người muốn đạt được thành công thực sự trong đời sống, nhất định phải nhẫn nhịn, chịu khổ, mở rộng tấm lòng. Người có tâm rộng lớn, tấm lòng rộng mở, ắt là người tài năng, đức độ và sẽ nhận về phúc báo sâu dày, được người đời xem trọng. Ngược lại, người lòng dạ hẹp hòi, luôn toan tính chi ly từng tí, chỉ càng khiến cho âm đức ngày càng hao tổn, cuộc đời thêm gập ghềnh trúc trắc. 2. Thường xuyên nóng giận. Sự nóng giận của con người càng nhiều, phước báo càng mất đi. Giáo lý nhà Phật có câu: nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm. Nghĩa là một niệm sân tâm sinh ra, đốt trụi cả rừng công đức. Ở đây sân chính là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa mãn theo ý muốn của mình. Bất bình là bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Đây cũng là một trong tam độc tham, sân, si khiến cho chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, rồi trôi nổi mãi trong luân hồi sanh tử. Phật dạy rằng, nóng giận là hành vi tổn hao âm đức rất nặng. Một khi tâm đã sân hận, tức giận nổi lên, ta không thể tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì dù đời trước đời này tích lũy bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu việc thiện, chăm chỉ tụng kinh bái Phật ra sao, vốn cũng thành vô ích. Khi đó, trăm ngàn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại,
tiếp nối sao mà đến. Theo Đức Phật, sự nóng giận là một loại cảm xúc tiêu cực. Nó dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối cho bản thân và cho những người xung quanh. Nóng giận chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn thường ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ xã hội, khiến cho những người vốn dĩ thân quen nay trở thành kẻ thù, thậm chí trở thành người không đội trời chung. Giận chẳng những làm cho chúng ta đau khổ trong đời này, còn trong những đời sau nữa. Nó che lấp tâm trí của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào thấy được sự thật của mọi sự vật hiện tượng bên trong, không thể nào đạt được giải thoát, không thể nào đạt được niềm vui đích thực. Mỗi khi chúng ta nổi giận thì thường không kiểm soát được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Vì vậy, trong lúc tức giận, người ta thường có những hành động bộc phát, những lời nói khiếm nhã, gây ra những tai hại, để lại những hậu quả nghiêm trọng. Đôi khi những hậu quả này trong lúc tức giận ấy làm cho người ta phải ân hận, đau khổ, dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Cho nên, nếu muốn tích âm đức cho mình, nhất định hãy xóa tan cơn nóng giận trong lòng. Thứ ba, bất hiếu với cha mẹ. Bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày hàng đầu mà chúng ta cần tuyệt đối tránh phạm phải. Theo lời Phật dạy, cha mẹ là phúc đức lớn nhất của chúng ta trên đời này. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc lành vô cùng to lớn. Bằng bất hiếu với cha mẹ sẽ làm suy giảm âm đức trầm trọng. Cổ ngữ đã từng nói, bách thiện hiếu vi tiên. Trong năm cái thiện thì hiếu kính với cha mẹ là hàng đầu. Hành thiện tích đức, trước hết phải hiếu kính với cha mẹ. Hiếu kính với cha mẹ chính là đạo lý hiển nhiên của con người. Đó không chỉ là bổn phận, còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân. Con người dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, giàu có hay bần cùng, đều có tấm lòng tôn kính và hiếu nghĩa với cha mẹ. Người lớn tuổi thì như là tích phúc báu cho con mình. Người tử tế không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ. Họ có thể tệ bạc với bản thân, nhưng vì lương thiện nên sẽ luôn biết cách làm sao để tích âm đức, tạo phúc cho con cháu. Người hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể làm cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình, để con cái cũng trở thành người hiếu thảo. Nề nếp gia phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác. Lòng hiếu thảo làm ấm lòng người. Từ đó, phước đức được tích lũy từ đời này lưu truyền cho các đời sau, con cháu được hưởng ấm no sung túc. Một người ngỗ ngược với cha mẹ, đó chính là bất hiếu, chắc chắn tổn hao phúc đức của bản thân, khiến sự nghiệp sa sút, gia đình không hòa thuận, làm việc gì cũng sẽ gặp khó khăn phiền toái, bởi bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp lớn nhất. Thứ tư, phạm tội tà dâm ngoại tình. Người xưa có câu vạn ác dâm vi thủ, có nghĩa là trong vạn cái ác thì tà dâm đứng hàng đầu. Chính vì vậy mà tội nghiệp của nó để lại cũng không nhẹ chút nào. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thật to như núi. Một người có mạnh phú quý, nhưng một khi mắc tội tà dâm thì có thể trở nên khốn khổ lao đao trong cuộc đời. Một người có mệnh được thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm có thể bệnh tật triền miên. Trong kinh có viết, tập cận dục thời, vô ác bất tạo, thọ bỉ quả thời, vô khổ bất thọ. Câu này có nghĩa là trong khi gần ái dục, không tội ác nào chẳng tạo tác. Đến khi thọ quả báo của ái dục, không có thống khổ nào chẳng lãnh thọ. Con người ta chỉ một niệm dâm dục dẫn khởi đến nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Bên cạnh tội tà dâm, ngoại tình cũng sẽ làm tiêu hao âm đức nghiêm trọng. Ngoại tình là nguyên nhân của mọi tệ nạn.
những người thường xuyên ngoại tình vốn dĩ dễ gặp rắc rối, bệnh tật, hôn nhân và gia đình tan nát. Những tai họa này, hậu quả xấu của việc ngoại tình là không thể tránh khỏi. Cổ nhân cho rằng hễ phạm tội tà dâm hay ngoại tình đều đã tạo ra nghiệp chồng chất, từ đó tổn hao phúc báo, con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Nếu bạn muốn tích âm đức cho bản thân và các đời con cháu, bạn hãy tránh xa ngoại tình. Số 5. Ăn trộm ăn cắp. Kinh Phật có nói, trộm cắp sẽ gặp hai quả báo, một là nghèo khó, hai là có tiền mà không được hưởng. Trộm cắp vốn dĩ là khái niệm rộng, chỉ cần bạn chiếm hữu những thứ không phải của mình làm ra thì đều được xem là hành vi trộm cắp. Phật có dạy rằng trộm cắp là nghiệp, cần phải tránh xa. Nếu tâm trộm cắp, phải gánh nghiệp khôn lường. Hành vi này không chỉ khiến cho cuộc đời mất đi phúc đức, gia sản tiêu tán, đời sau con cháu sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Quả báo của tội trộm cướp nặng thì nghèo cùng vô số kiếp làm thân súc vật để đền trả cho người, nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản đều bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn sóng thần phá nát. Tham lam muốn chiếm lấy của người, làm của riêng cho mình là do thói quen lười biếng, làm ít nhưng muốn hưởng thụ nhiều, chính là nguyên nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao nhiêu người đau khổ vì bị mất cửa, mất nhà, bị lừa đảo, túng quẫn dẫn đến tự sát. Làm người hãy biết sống trong sạch và liêm chính để tạo phúc cho đời sau, bởi trộm cắp chỉ khiến cho âm đức tổn hao nghiêm trọng, cuộc đời đi đến kết cục nghèo khổ thảm hại. Ngược lại, một người thường xuyên bố thí, tích lũy được âm đức sâu dày, chiều tới toàn là thiện quả phú quý và bình an. 6. Sát sinh và hại người. Trong hết thảy tội nghiệp, sát sinh là một trong những hành vi tiêu hao âm đức rất lớn, mà nặng nhất chính là sát hại người. Giết động vật thông thường cũng sẽ tạo nên tội nghiệp. Trong Phật giáo có năm giới cơ bản, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Trong đó sát sinh là giới cấm hàng đầu. Sinh mệnh nào cũng đều mong muốn có được sống, sợ cái chết. Nếu một người bởi vì tư dục mà tạo nghiệp sát sinh, giết hại chúng sanh thì không chỉ khiến cho bản thân mất dần tâm từ bi, lòng nhân ái mà còn làm tổn hại âm đức cho bản thân mình. Có thể mua thịt ăn, nhưng giết chết các sinh vật còn sống để làm thức ăn sẽ hao tổn phước thọ. Những người thỉnh thoảng sát sinh, cơ thể cũng sẽ ốm yếu nhiều bệnh, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, cuộc sống cũng sẽ bần cùng, tướng mạo xấu xí, oán khí rất nặng. Trên đời này, mỗi sinh mệnh đều có nhân duyên. Người thường xuyên sát sinh chắc chắn đánh mất đi duyên kỳ ngộ trong cuộc sống. Lúc đó bao nhiêu tài lộc, phú quý cũng rời đi. Đạo Phật cho rằng, trong tất cả các tội lỗi, tội hại người chính là nặng nhất. Hại người mang lại hai hậu quả xấu. Thứ nhất, phúc thọ ngắn ngủi. Thứ hai, nhiều bệnh tật. Đời người, ai rồi cũng khó tránh khỏi việc va chạm hay làm tổn thương người này người nọ. Có đôi khi việc làm hại người khác chỉ là việc vô ý, nhưng cũng có lúc vì tâm tính không tốt mà cố tình làm như vậy. Thế nhưng xét cho đúng nghĩa về phúc đức theo nhân quả báo ứng, có một số người bạn nhất định không được làm hại họ, và muốn tích âm đức, việc đầu tiên cần làm là không hại người khác. Người dùng tài năng để làm việc thì tích được đại đức, phú quý muôn đời. Nhưng nếu dùng nó để làm việc xấu, từ đó tổn hại âm đức, mệnh đoạn, gia tộc có thể diệt vong. Cho nên, có người đã so sánh cây bút của văn nhân và y thuật của thầy thuốc. Thiện dùng thì có thể cứu người, ác ý thì có thể giết người, mà giết người thì phải đền mạng, đây là thiên lý. Cho nên những người mệnh yếu là có liên quan đến việc xấu đã làm trong quá khứ. Số 7.
gieo khẩu nghiệp ác ngữ. Nói chuyện ta phải chọn lời hay ý đẹp, nói những lời tốt đời đẹp đạo mới mong có phúc báo. Những người thường xuyên nói những lời ác độc, giận dữ, nạt nộ, coi khinh người khác, tức là đang tự làm hao tổn âm đức của chính mình. Đức Phật từng dạy, những việc ác có người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý có ba điều, tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong mười điều ác. Từ đó chúng ta thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên chúng ta vốn dĩ tu hành, ngoài việc sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Giáo lý nhà Phật dạy rằng khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề mà một người có thể tạo ra. Vết thương mà bạn gây ra trên thân thể của người khác còn có ngày lành lặn, vết thương gây ra do lời nói chẳng biết khi nào mới lành. Người xưa cho rằng nói những điều xấu về người khác chính là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời, đất và người, chiêu mời tai họa giáng xuống. Một câu nói thiện ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng rồng. Những lời nói châm chọc, nói móc, chế nhạo, phỉ báng, vũ nhục người khác tự như một nhát dao đâm vào tâm can của người nghe, mang đến thương tổn không gì có thể vãn hồi được, đồng thời làm tổn hại âm đức của bản thân. Theo lời Phật dạy, khẩu nghiệp, lời nói ác ngữ gây khẩu nghiệp chính là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải. Chính vì vậy, người xưa có câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói, hay họa từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay xấu xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh của mỗi người là việc rất quan trọng. Thứ 8, tham lam vô độ. Nếu một người quá tham lam, không biết đủ là gì, không biết hài lòng với những gì mình đang có, đó cũng chính là biểu hiện của hao mòn âm đức. Phật dạy rằng nguồn cội của mọi sự khổ đau đến từ ba việc tham, sân và si. Trong đó tham đứng hàng đầu, là cội rễ của mọi tai họa. Tuy nhiên, phàm là con người, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nghiệp ác. Thế nhưng tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham lớn dần theo năm tháng, qua những bể dâu mà mọi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Phật nói lòng tham càng lớn, phúc đức càng tiêu tán, bởi lòng tham thường đi liền với ác. Người tham muốn đoạt những thứ mình muốn, lại xin làm điều ác để thỏa mãn mình. Thực tế, sự giàu có không đến từ việc tham lam vơ vét mọi thứ quanh mình, hay keo kiệt bo bo, giữ chúng không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam khiến cho cái nghèo, cái khổ bám đuổi chúng ta. Không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được, không biết thông cảm giúp đỡ mọi người, nhân duyên cũng theo đó mà sa sút. Chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong đời. Chẳng có tiền bạc nào là vĩnh cửu, người chết đi chẳng thể mang theo bạc tiền. Tuy lòng tham có được thỏa mãn, có thể mang lại sự vui vẻ sung sướng nhất thời, nhưng xét kỹ về hậu vận thì người có những tính xấu trên khó có được phúc lành. Số 9, không tin vào nhân quả. Khi nói đến luật nhân quả, nhiều người cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ, không có thật của Phật giáo. Với những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông. Nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả
Nhân là nguyên nhân hay nhân duyên? Quả chính là kết quả hay quả báo? Trong kinh nhà Phật có nói: nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức những việc ta làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả sẽ tự đến lấy. Trong kinh Niết Bàn cũng có dạy: thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất. Câu này có nghĩa quả báo lành dữ như bóng theo mình, nhân quả trong vòng ba đời xoay vần không mất. Cách bạn đối xử với thế giới này ra sao, thế giới cũng hồi đáp với bạn. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sanh, từ đời này kéo sang đời khác. Cho nên vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý. Tất cả đều phải tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất kỳ người nào, đấng thần linh nào quy định hoặc chế tạo ra. Nó là một quy định tồn tại khách quan, âm thầm và lặng lẽ, luôn đúng đắn, chính xác và hiệu quả vô cùng. Khi con người không tin vào nhân quả, không tin tội phước, không tin có đời sống kế tiếp, họ sẽ làm bất kỳ việc gì để đáp ứng được mong muốn của mình. Không có điều gì ràng buộc hành vi của bản thân, việc gì cũng dám làm, dễ tạo ra nghiệp xấu. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh trong tương lai. Tin vào nhân quả làm cho chúng ta an tâm. Sự hợp lý, trật tự, ý nghĩa của xã hội là do mỗi con người nhận thức được, sống theo nhân quả. Mọi sự lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống của một cá nhân hay xã hội đều do thiếu nhận thức về nhân quả, không tin và không sống theo nhân quả. Số 10. Hành vi làm tổn hại đến sức khỏe. Những hành vi làm tổn hại đến sức khỏe của bạn cũng sẽ làm suy giảm âm đức của bạn. Sức khỏe thể chất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người từ lúc sinh ra chính là phúc đức lớn nhất. Nếu không biết quý trọng thân thể, thường xuyên làm tổn hại thân thể, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ, sinh hoạt bừa bãi, âm đức của bạn cũng dần tiêu tan. Cơ thể đổ bệnh cho thấy phúc báo hao tổn quá nhiều. Muốn tích thêm phúc khí, phải học cách nâng niu thân thể, ăn ngủ vận động thường xuyên. Đây cũng chính là cách để tích lũy phước lành cho bản thân. Con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống thiện trở thành người thiện, sống ác thì trở thành người ác. Bởi vậy Phật dạy phải tu tâm hằng ngày hằng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấu đá, tranh giành, so bì, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi đời người ngắn lắm, mấy chục năm tưởng dài mà trôi nhanh như chớp mắt. Về với cát bụi rồi, thứ mang theo chỉ có tội hoặc phúc mà thôi. Cho nên nhất định phải tìm cách tích đức, hành thiện mỗi ngày, tránh xa những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày. Hãy là người sống chan hòa, không hại người và giúp đỡ người khác.